dịp Tết Nguyên đán, các chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, đồn biên phòng Simacai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tăng cường thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Như trước ban đêm thì nếu như mà quan sát đường biên hoặc là phát hiện những cái tình huống lạ thì anh em thường thường là một là phải soi đèn, hai là phải ra trực tiếp tận nơi để nhìn thấy. Nếu như mà có thiết bị này sẽ trực tiếp nhìn được từ xa, đặc biệt là quan sát người trong ban đêm. Với người lính biên phòng, đồn là nhà, biên giới là quê hương. Tết với người lính biên phòng hầu hết là những ngày dài, đêm trắng bảo vệ biên giới. 25 năm thì tôi nhớ là được có 3-4 lần đấy để ăn Tết này. Còn về là trực trên chốt và các đồn ở vùng cao. Có những khi mà đón Tết thì cũng phải nhớ nhà lắm, ngậm ngùi lắm. Nhất là cái cảnh như ở nhà thì bố mẹ già rồi, anh nhà chị thì đều có công tác với ở nơi xa. Thì những năm trước thì còn bố, mà mấy năm sau này thì bố mất rồi thì còn mình mẹ. Đêm lạnh giá nơi vùng sâu, núi cao hẻo lánh, tâm tư quân nhân trực Tết xa quê, xa người thân lâu ngày cũng chợt bùng lên theo ánh lửa. Cuộc sống của người lính thì vợ con cũng đều phải hiểu, chia sẻ. Thậm chí người phụ nữ như người vợ là trái tim có lửa tự sưởi ấm bản thân mình. Những lúc mà chồng xa vắng, đôi lúc mà nghĩ thời son trẻ thì xa nhau. Khi mà về hưu về già thì phải được gần nhau. Nghĩ tội, nghĩ thương lắm nhưng biết làm sao đâu. Bởi vì là một sự nghiệp cao cả người lính từ bình này thì giữ gìn cái bình yên cho biên giới, cho tổ quốc. Còn những cái gian lao vất vả, những cái thế hệ đi trước còn vất vả hơn nhiều. Mình đã lựa chọn sự nghiệp này, đó là mãi mãi. Để cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn trọng yếu, nơi vùng sâu vùng xa, tiếp tục vượt mọi khó khăn, duy trì ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực biên giới trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quán triệt tư tưởng, kịp thời động viên bộ đội. Thế thì 2 năm gần đây thì lại còn phải kết hợp với một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, là quản thực hiện cái nhiệm vụ kép, vừa quản lý bảo vệ biên giới, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch ở trên các tuyến biên giới. Thì đây là một cái nhiệm vụ cũng rất là nặng nề, chăm lo cho anh em, để anh em là vừa làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu nhưng mà vẫn cứ có điều kiện về vật chất, về tinh thần để vui xuân đón Tết ở tại các cái tổ chốt. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng rất là quan tâm. Thế ngoài ra thì Bộ Tư lệnh cũng trích cái quỹ vốn để hỗ trợ một chút để cho anh em là có thêm điều kiện để chăm lo Tết. Năm mới đến, dù ở đâu, người lính vẫn hướng về quê hương và nêu cao truyền thống dân tộc. Dẫu thực hiện nhiều nhiệm vụ, họ vẫn cố gắng chuẩn bị hoa đào, mâm ngũ quả để cùng đón Tết bên đồng đội. Mùa xuân của bộ đội Cụ Hồ mang quân hàm xanh thật đơn giản, nhưng mùa xuân ấy đã mang đến mùa xuân yên bình, thắng lợi cho đất nước.